tay là của hai đội thứ nhì, đứng lên để công bố kết quả. Vân Tôn năm 2024, chúng tôi xin mời ông Đô Nguyễn Văn Hải và ông Đô Nguyễn Sĩ Bảo, xin mời hai ông Đô vào dưới. Bắt đầu anh nhá. Xin mời. Vâng, và xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho trận khai mạc đầu tiên của giải vật là Vân Tôn 2024. Vào vật keo vật thờ các bạn. Trong tất cả các cái buổi vật thì sẽ có một cái keo vật thờ. Xem tuổi nhau đi các bạn, là hai ông này chắc có trên 50 đây. Hình ảnh âm thanh đã ok chưa chú Đang ơi? Mỗi một cái sân sới, mỗi một cái làng thì có một cách tổ chức nó khác nhau các bác ạ. Hôm nay sang đến Vân Côn thì phải nói là ban tổ chức làm việc rất tuyệt vời. Và chương trình thi đấu xin được bắt đầu. Mở màn trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay là keo vật thờ giữa Đô Hải, Đô Nguyễn Văn Hải mang bao màu đỏ, gặp Đô Nguyễn Tiến Bảo mang bao màu xanh. Trọng tài chống Văn Hòa, trọng tài giao điệp Nguyễn Văn Hiển. Mời hai đô về giữa sới làm thủ tục xe này. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe này. Vâng, xe này là một hình thức tâm linh mang tính thành kính với thành hoàng làng, và cũng để các đô khoe thân thể của nhau trước đối phương. Vâng, và xin mời cho một tràng vỗ tay nữa để cổ vũ tinh thần thi đấu cho cả hai đô. Vâng, xin cảm ơn. Và cũng là một hình thức để các đô khởi động trước khi vào thi đấu. Nhìn hơi tối à anh? Xe này gồm ba da ba bảo. Không có ấy anh, không có. Đây là hai đô vật kiện tướng quốc gia, đô Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Tiến Bảo đã nhiều năm giành được các huy chương vàng bạc trên sân toàn quốc, và hiện nay thì đô Nguyễn Văn Hải đang công tác tại Bộ Công an làm huấn luyện viên cho Bộ Công an, và đô Nguyễn Tiến Bảo đang làm trợ lý huấn luyện cho đội tuyển của huyện Hoài Đức. Và xin một tràng vỗ tay để cổ vũ cho hai đô đã hoàn thành chương trình xe này. Mời hai đô về phía sới. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Keo vật thờ thì sẽ không có thắng có thua, mà hai đô chỉ vào thi đấu để thực hiện một số đòn đánh và mang tính thành kính và thể hiện những đòn đánh của môn vật cho
và sau trận đấu vật thờ của Đỗ Hải và Đỗ Bảo, chúng tôi xin mời ông Đô Sĩ Công người Cốt Tiến và ông Đô Phúc Vinh người Vân Côn hang Đô chuẩn bị. Để đảm bảo thời gian thi đấu của ban tổ chức, khi ban tổ chức chúng tôi đã đọc tên thì xin mời các ông Đô hãy chuẩn bị. Đây là một kỹ thuật vào quật qua vai của Đỗ Hải. Kèo vật thờ thường là vào để thực hiện các đòn đánh kỹ thuật của môn vật dân tộc. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin mời các ông Đô hãy vào đăng ký với ban tổ chức để đánh những giải nghèo của ban tổ chức. Và ở trận thi đấu thứ hai của hội vật năm nay là của hai đô thiếu nhi hình chương trình vật thờ. Một lần nữa xin mời ban tổ chức ra trao phần thưởng cho hai đô đã thực hiện keo vật thờ trong giải vật của xã Vân Côn năm 2024. Cứ nhảy lộn về giới là hết các bạn nhé. Vâng, và ở keo vật thờ này thì ban tổ chức chúng tôi đã quyết định sẽ trao tặng cho mỗi đô một cờ lưu niệm và 1 triệu đồng tiền mặt. Vâng, xin cảm ơn và xin quý vị một tràng cổ vũ thật lớn nữa để cổ vũ tinh thần thi đấu cho cả hạng đô. Đã xong. Vâng, và chúng tôi đã chia sẻ keo vật thờ gồm xe đầy và biểu diễn các đòn đánh. Xe đầy mang tính tâm linh và thành kính với thành hoàng làng, và để cho các đô khoe thân thể của mình trước đối phương, và cũng là một hình thức để các đô khởi động trước khi vào thi đấu. Chính vì vậy mà ở giải vật của làng, chúng tôi bắt buộc các đô trước khi vào thi đấu đều phải xe đầy. Lạc đô Đăng Tuấn của Văn Côn mang bao màu hồng, mời hai đô về giữa sới. Này gọi là tiểu đô rồi các bạn ạ, không phải là đô nhí nữa mà cũng thanh niên này, phải gọi là tiểu đô. Hai đô chuẩn bị nghe lệnh trọng tài trống, xe này. Vâng, xin quý vị khán giả trong một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần thi đấu cho cả hạng đô. Xin cảm ơn. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Một kỹ thuật vào bốc vanh của Đô Đăng Tuấn nhưng mà chưa thành công. Và đảm bảo, để đảm bảo thời gian thi đấu của ban tổ chức, khi bạn tổ chức chúng tôi đọc tên các ông đô ấy, cũng như các đô vật nữ hãy chuẩn bị trước ở ngoài để khi chúng tôi gọi tên sẽ vào thi đấu luôn. Một kỹ thuật sang song của Tuấn Anh rất nhanh và Đăng Tuấn đã thoát được đòn của anh Tuấn rồi. Đăng Tuấn và Tuấn Anh. Và sau trận thi đấu của đô Tuấn Anh và đô Đăng Tuấn, chúng tôi xin mời hai đô nữ cô nhàn phụ nữ Vân Côn và cô Dung hội đồng dân, xin mời hai đô chuẩn bị. Ở đầu lèo số 5, ông Đô Tiến người Vân Côn đã nhất thắng một kèo. Chúng tôi xin mời các đô vào đăng ký với ban tổ chức để theo ông Đô Tiến người Vân Côn đã nhất thắng một kèo ở đầu lèo số 5.
môi của Tuấn Anh, và Tuấn Anh đang tìm một kỹ thuật đánh tan tay gáy và đánh bò đối phương. Rồi, ngoài sới rồi, mời hai đô về giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu của hai đội nữ là trận thi đấu tiếp theo của đôi tiếng người chúng tôi đã nhất thắng một kèo. Hai tuyệt đối rồi. Và các cô đội tiếng người chúng tôi đã nhất thắng một kèo. Hai tuyệt đối rồi. Và các cô đội tiếng người chúng tôi đã nhất thắng một kèo. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 3 phút của hiệp 1 bằng một kỹ thuật đánh ngửa. Đồ khố xanh thắng tuyệt đối. Quá hay, đồ tiến. Và bạn Nguyễn Văn Hiển. Hai đồ nghe lệnh trọng tài chống, xem này. Luôn. Hai đô về giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Gia đình thông báo ông Ba Tường về nhà có khách. Vừa rồi bằng những đòn đánh tốc độ rất nhanh được đối phương, chính vì vậy mà trọng tài xác định là chưa phân định thắng thua và hai đô tiếp tục thi đấu. Ông Ba Tường đang xem hoặc đang ở đâu? Có khách gia đình nhắn tin. Trọng tài xác định nào? Trọng tài xác định. Thôi tuyệt đối rồi. Quá tuyệt đối. Đứng lên để công bố kết quả.
Chúng tôi xin công bố kết quả vừa rồi bằng một kỹ thuật sườn quất thủ từ trên cao rơi xuống giữa Đô Lượng và Đô Dũng. Đô Lượng mang trang phục màu đỏ thắng tuyệt đối. Và chúng tôi xin mời cả hai ông Đô vào nhận phần thưởng của các nhà tài trợ. Chúng tôi xin mời Đô Dũng và Đô Lượng ạ. Không hiểu bác nhắn là anh Chu Nhân Lê là ai? Ủng hộ cho ông Đô Lượng, Đô thắng 200.000 đồng và Đô thua 100.000 đồng. Anh Mạnh, anh Vượng ở số 2 ủng hộ cho ông Đô 200.000 và hai bạn nữ giấu tên ủng hộ cho anh Dũng 500.000 đồng. Quá nhiều tiền. Xin một tràng pháo phá tay để cổ vũ cho hai Đô. Mặc dù là hai Đô ở dưới địa phương chưa tập luyện nhiều nhưng cũng có những đòn đánh rất sắc. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến là đòn đánh kỹ thuật sườn quất thủ đấy. Đó là anh Dũng là đã ông nội nhưng vẫn có hai em ở đâu đó yêu thầm và gửi tặng 500.000 cho ông nội Dũng. Xin mời hai Đô, Đô Hùng của xóm truyền và Đô Mạnh của các quê và thi đấu. Vâng, và sau trận đấu của Đô Hùng và Đô Mạnh là trận đấu của Đô Châu người cất quế nữ và gặp Đô Lộc là Lan Nguyễn Thị Bình. Xin mời hai Đô chuẩn bị. Chúng tôi xin trân trọng giới gặp Đô Mạnh của cắt quế mang ba màu hồng. Các trọng tài không thay đổi, hai Đô vào giữa sới làm thủ tục thi đấu. Hai Đô ngồi xuống nghe lệnh trọng tài chấm xe này. Vâng, quý vị khán giả cho chào vỗ tay của vũ tinh thần thi đấu cho cả hai Đô. Đây là trận thi đấu của hai Đô giữa hai lò vật khác nhau, một lò vật của xóm truyền và một lò vật của xã Cát Quế. Hai Đô bắt tay nhau, các trọng tài chuẩn bị, hai Đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Và sau trận thi đấu chúng tôi xin mời Đô Châu là một thành viên nữa. Rồi, ngoài sới rồi. Đòn đánh vừa rồi có thể bay ra ngoài sới nên trọng tài đã quyết định cho vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Người cắt quế và Đô Lộc. Thôi. Không đẩy, không được đẩy. Chỉ có thi đấu ở khu vực giữa sới thôi. Trận đấu tiếp tục. Chỉ được phép dùng các kỹ thuật đánh ở giữa sới, không dùng đẩy đối phương. Chúng ta cho một tràng pháo tay cổ vũ cho hai Đô. Vừa rồi thi đấu rất tốc độ. Đô Hùng của xóm truyền đang tìm cách đánh bò. Rồi ngoài sới rồi. Như vậy là kỹ thuật đánh bò không có hiệu quả. Mời hai Đô về giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Sau trận thi đấu của Đô Hùng và Đô Mạnh là một kéo vật nam nữ giữa Đô Châu người Cát Thuế và Đô Lộc người Lê Bình. Xin mời hai Đô chuẩn bị. Một động tác lao vào rất nhanh và Đô Hùng đang tìm cách sang sau. Bố kết quả kỹ thuật sườn trọng tài xác định thôi, khống chế thời gian đã đủ rồi. Đứng lên để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 45 giây bằng một kỹ thuật sườn quất thủ, Đô Hùng của xóm truyền thắng tuyệt đối.
Và trận thi đấu tiếp theo của bộ kiêu vật nam nữ, chúng tôi xin mời Đô Châu và Đô Lộc xin mời Hà Đô vào sớm. Đã nhất thắng một kèo và ông Đô Chiến là người thất đại hồng. Xin theo, xin ông Đô vào dự giới. Nghe lệnh trọng tài xe này. Tiếng ok cho anh ơi. Hàng Đô chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị xe này. Vâng, quý vị khán giả cho một tràng vỗ tay để thu hút tinh thần thi đấu của Đô Lượng cũng như ông Đô Chiến. Là ông Đô có tuổi nhưng cũng tham gia phong trào rất tích cực. Ở trận thi đấu này chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của anh Minh ở xóm Đông ủng hộ cho Đô thắng 200.000, anh Thùy người xóm Đông cũng ủng hộ cho mỗi Đô 100.000. Hai ông Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thi đấu đầu tiên bắt đầu. Sau trận thi đấu của Đô Lượng và Đô Chiến là trận thi đấu tiếp theo giữa Đô Văn Dương sắp dạy và Văn Phong sắp dạy. Xin hãy Đô chuẩn bị. Được sự ủng hộ của anh Chiến Dung ở Sóng Trại đã ủng hộ vào giải vật của hội làng thôn Văn Thôn 1 triệu đồng. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Trận thi đấu của Đô Lượng và Đô Chiến, chúng tôi xin mời ông Đô Văn Dương sắp chạy và ông Đô Văn Phong sắp chạy theo Đô chuẩn bị. Vật côn ta là một cái lôi đất vật nên hai ông Đô này đã từng
đoạt giải rất nhiều của làng. Hôm nay cũng rất là nhiệt tình tham gia và mời các ông cô tiếp tục tham gia để đăng ký với các ông đăng ký với ban tổ chức các ông được một keo rồi ạ. Tiến được chưa anh ơi? Nguyễn Chiến ơi, tiến được chưa? Vâng, quý khán giả cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần thi đấu của cả hai ông đô ạ. Xin cảm ơn ạ. Cho các bác đi ăn cơm hết rồi. Vâng, và sau trận đấu của đô chiến, chúng ta sẽ tổ chức cho một trận đấu của giải hữu giữa đô lan người sống đông và đô nhung người sống chuyển. Xin mời hai đô chuẩn bị. Thế là còn 93 bác đang xem cũng rất là tuyệt vời các bác ạ. 93 bác đang xem là quá tuyệt vời luôn. 94 bác rồi. Giải của làng Vân Côn này còn chiều mai và cả một ngày kia nữa các bác, nên là giải rất nhiều ngày, các bác thoải mái xem. Vật lấm lưng này phải nói là nó rất là khó. May quá, tầm giờ cuối buổi chiều nên là hình ảnh phải nói là cũng tạm ổn các bác ạ nha. Vâng, và sau trận thi đấu của đội chiến và đội hương là trận thi đấu của vâng đã ra khỏi sới, xin hai đội tiếp tục vào với sới thi đấu. Vâng, đã hết thời gian thi đấu thì vai xin hai đội tạm nghỉ. Các trọng tài chuẩn bị hiệp phụ thứ ba bắt đầu. Sau trận thi đấu của ông Đô Lượng và Đô Chiến, chúng tôi xin mời ông Đô Kiên người sống núi và Đô Trường người đi thượng hai đô chuẩn bị. Tín hiệu rồi anh chưa chia sẻ.
đi anh. Rồi rồi, hộ anh tí nhá. Cứ ra đấy, em xử lý được hết. Trong hiệp phụ này, đô nào hai ông đô nếu không phân tư thắng bại, ban tổ chức chúng tôi sẽ tổ chức cân cho cả hai ông đô. Nếu ông đô nào nhẹ cân hơn thì ông đô đó giành chiến thắng. Còn trong trường hợp nếu hai ông đô bằng cân nhau thì chúng tôi sẽ cho bốc thăm. Tôi cũng xin mời ông Mộ hãy chuẩn bị ánh sáng cho số vật. Hiện nay thời gian đang trôi về buổi tối nên chúng tôi xin mời trong ban hãy chuẩn bị ánh sáng. Xin mời Hàng Đô tích cực thi đấu. Thời gian thi đấu tuyển phù đã là gần 3 phút nhưng chưa ông đô nào phân thủ thắng bại. Chúng tôi xin mời hai ông đô hãy tiếp tục thi đấu. Sau trận thi đấu của đô Nhượng và đô Chiến, chúng tôi xin mời ông đô kia người sở hữu và đô Trường người đi được. Xin mời hai ông đô chuẩn bị. Ban tổ chức không nghỉ à? Không biết bây giờ ấy nhỉ? Chắc nếu mà 5 giờ không nghỉ chắc phải 7 giờ mới xong. Tắt điện đi về 7 giờ. 5 rưỡi. Vì hôm nay vật muộn mà. 3 giờ gần 3 giờ gần 2 giờ hơn. Bài nhắc 2 giờ thi đấu tích cực. Đồ này còn không ngã ngũ nữa. Theo xuống thì rất dễ xảy ra chấn thương. Theo và quy định không của chúng tôi thì nhấc nổi là không thua, mà nhấc lên là phải là hạ xuống luôn. Nhấc lên mà không coi như là đánh xuống luôn, mà dình đánh đập xuống một cái thì có thể rất dễ xảy ra chấn thương. Vậy chúng tôi quyết định cho dừng trận đấu. Trận đấu Hà Đô và giữa sới, trận đấu tiếp tục. Là ít ý. Vâng, và trận thi ở hiệp phụ này đang trôi về những giây cuối cùng. Xin thua là mệt quá rồi. Vâng, chỉ còn 15 giây nữa, xin mời các đội tiếp tục thi đấu. Vâng. Chúng tôi xin mời Hang Đô và Hữu Giới chúng tôi công bố kết quả. Vì điều kiện sức khỏe, Đô Chiến đã xin thua và chúng tôi Đô Lượng là người đã nhất thắng ở đầu hiệp. Và chúng tôi xin mời cả Hang Đô và hiệp phục vụ của các nhà tài trợ. Đôi của đô thông và đang tìm cách trọng tài xác định tuyệt.
tuyệt đối rồi. Thời gian nữa như là quá đủ rồi. Đến đây để công bố kết quả rất nhanh của đồ thâm. Kỹ thuật là rất nhanh và bốc đôi. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 24 giây của hiệp 1. Đồ thâm của xóm trại đã thắng tuyệt đối. Như vậy là đồ thâm đã giành được giải leo. Và đồ thâm có quyền vào đăng ký giữ giải. Các trọng tài chuẩn bị, hai đôi chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Rồi, ngoài sới rồi. Hai đôi về giữa sới. Em cũng rất là rén anh ạ. Trận đấu tiếp tục. Lúc đến thì bác trai bác nhường ghế cho em. Em có biết đẹp để truyền lại cho các anh các chị những hình ảnh rõ nét và cái view đẹp nhất. Rất nhanh, một kỹ thuật móc nách sang sau của lô đâm. Hay quá, ôi dồi ôi, lộn. Chưa khống chế được một thời gian nhất định đỏ, thì chưa thắng cuộc. Có vẻ là giải vật của làng Vân phải khống chế được đối phương ở tư thế hai vai chạm xuống mặt thảm trong một thời gian nhất định thì mới là thắng cuộc. Đỏ, có vẻ bài cũng thông báo để các lô nắm được. Tốt hơn. Tôi nghĩ là phần thắng trên nghiêng về có đỏ khoảng 70%. Sang sau của đô đông rất nhanh. Anh ơi, em phải để dành sức để chiều nay em quay một cùng các bác chứ. Giờ mà đi làm 4 bình sữa thì chỉ có ngủ với treo. Thôi, tuyệt đối rồi. Ở tình huống này thì trọng tài vẫn cho thi đấu vì tình huống nguy rồi. Gặp đô hiển của đồng quang quốc oai bao màu hồng. Trung Vân Côn hai đô vào giữa sới. Trung Vân Côn mang bao màu đỏ các bác. Hai đô nghe lệnh trọng tài chấm xe này. Một đô của Vân Côn Hoài Đức, một đô của Quốc Oai các bác. Xe này đẹp hết đấy các bác. Hai đô bắt tay nhau, các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Các đô trai làng phải nói là yêu hội họa thật, đô nào lưng vai cũng có những bức tranh rất là đẹp các bác ạ. Rất nhanh, một kỹ thuật vào sườn nhưng mà không chế được đối phương. Hai đô này đánh máu lửa đấy. Được của nó đấy. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho ai luôn. Thôi, tuyệt đối rồi. Hay đấy. Hay rồi, ấn xuống, ấn xuống. Ấn xuống. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho ai luôn. Thôi, tuyệt đối rồi. Thôi, tuyệt đối rồi. Hai vai chạm xuống mặt thảm một thời gian nhất định rồi. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 35 giây của hiệp 1. Đôi chung của Vân Côn thắng tuyệt đối. Xin mời hai đô thiếu niên, đô Bảo của Đại Thành đã nhất thắng một trận. Ở lèo thanh niên, giữa đô Huy của xóm Đông mang trang phục màu đỏ, gặp đô Thảo của xóm Núi mang trang phục màu hồng. Các trọng tài không thay đổi. Mời hai đô về giữa sới làm thủ tục xe này. Rất là đẹp ở bắp chân các bạn, ôi lưng đẹp lắm. Bụng hơi bia tí, hai đô này bụng hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe này. Quốc Oai mà anh ơi, hôm nay là Quốc Oai mà à, Hoài Đức nhỉ, quên cũng gần Quốc Oai kia. Vâng, quý vị khán giả cho chồng một tràng vỗ tay cổ vũ tinh thần thi đấu của hai đô.
hà đô bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị, hà đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Hà đô bắt tay nhau, các trọng tài bắt tay nhau thì vui. Đấy, những hình ảnh này các bác xem thì nó mới nổi lên khối này. Cảm giác như là các đồ vật đang nổi ở giữa dưới vật đấy các bạn. Anh ơi, giải hội truyền thống thì không tính cân nặng anh ạ. Hai đô là cứ vào đánh với nhau thôi, nhưng mà em đô bằng mắt thì hai bác này chắc rơi vào khoảng 85-90 cân của bác. Tầm đấy, còn mỗi bác ở bác phải cao trên 1m8 anh ạ. Ôi trời ơi! Rồi, ai vai chạm xuống mặt thảm rồi. Tiến lên để công bố kết quả. Nhìn cứng hơn, rắn người. Chúng tôi xin công bố kết quả hơn, nhưng mà lại bằng một kỹ thuật đánh ngửa. Đô Huy của Sóng Đông thắng tuyệt đối. Xin mời hai đô, đô Mạnh của Sóng Núi và đô Du của Sóng Chiên vào thi đấu. Hào Hồng, các trọng tài không thay đổi. Hai đô ngồi xuống nghe lệnh trọng tài chống xe này. Đô nhỏ có thể đánh với đô lớn, trọng lực lớn hơn. Đây là theo sự ý thích của mình. Mình nhỏ hơn có thể đăng ký thi đấu với người lớn hơn, có trọng lượng to hơn. Ban tổ chức vẫn chấp nhận. Hai đô bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Giải tay vừa ngắn vừa bé nhỉ. Rồi, tuyệt đối rồi. Hai vai đã chạm thảm rồi. Chúng tôi xin công bố kết quả. Ở lúc 45 giây của hiệp 1, đô chiến của cô Ai thắng tuyệt đối. Xin hai đô chuẩn bị. Với tinh thần thể thao trung thực và cao thượng, dù thắng hay là thua nhưng phải trung thực, cao thượng thì ban tổ chức mới chấp nhận. Xin giới thiệu trận thi đấu giữa đô Trung của Sóc Trăng mang bao màu đỏ gặp đô Lâm của Yên Nghĩa mang bao màu hồng. Hai đô vào giữ sới. Đây bây giờ lại có hai đô chai làng để phục vụ các bác nhá. Hai đô ngồi xuống nghe lệnh trọng tài chấm xe này. Xin một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đô với một tinh thần thi đấu rất nhiệt tình. Hai đô bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay, mặc dù là có trọng lượng nhỏ hơn nhưng mà rất nhanh. Cũng chưa chắc đô phố đỏ đã thắng được đâu. Và sau trận đấu của đô Trung và đô Lâm, chúng tôi xin mời đô Thái người Bắc Giang giữ giải cấp và gặp đô Cấn Tất Dự người giải cấp. Xin hai đô chuẩn bị. Chúng rất nhanh và đã sát sao được rồi. Nào cố gắng lên. Trọng lượng có thể nhỏ hơn nhưng mà đã sát sao được. Và dùng phương pháp để đánh bò thì mới thành công được. Đặt hay. Nào cố gắng. Rất tiếc là chưa có thời gian nhất định khống chế. Có miếng đấy, không phải là nếu như họ có tự do thì đô phố Hồng đã được 2 điểm. Anh hay đấy. Đô
Nào chúng ta lại cho một tràng pháo tay nữa để cổ vũ cho đội nhỏ gần hơn. Tích cực lên. Tốt rồi. Thôi tuyệt đối rồi. Tuyệt đối rồi, không dậy được nữa rồi. Cháu thua rồi. Đứng lên để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 1 phút 30 giây. Đội chung của xóm Truyền thắng tuyệt đối. Và tiếp theo sau đây là trận thi đấu đầu tiên của giải nhất vừa rồi. Xin mời ông Đô Thái Liêu Giang và Đô Tấn Tất Trư vào sân chơi. Xin giới thiệu mang nhiệm vụ thay đổi là Đô Ngô Văn Vinh, xóm Đô. Người dưới đèo và mang nhiệm vụ thay Hồng là Đô, người xóm Bình. Xin nhiệm mời hai Đô vào dưới giới làm thủ tục xe này. Đô là đại lý gà thịt trên 40 nên cái bụng là rất phát triển. Mời hai Đô vào xuống nghe hiệu lệnh trọng tài trống xe này. Em nghĩ là không phải Long Long kia đâu anh ơi, chắc là Long này Long của làng ấy, quyết định Long vì Long kia đang ở Ninh Hiệp và đang ở Đồng Kỵ mà sao về kịp được nhỉ? Sau trận đấu của Quyết và Hậu và trận đấu của Long Hai Đô của này quá hay luôn. Tiếp theo là trận đấu của Đông Nam Hà Nội và Đô Hậu Kiến Thuế cũng chuẩn bị sang ba trận chúng tôi tổ chức tiếp thi đấu. Hai Đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận thi đấu hiệp thứ nhất bắt đầu. Và ở trong cái màn này chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của anh nhân viên ủng hộ cho tôi 200.000, con trai Phượng ủng hộ cho tôi 500.000, anh Tiến ngay lén ủng hộ cho mỗi đô 500.000. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Vâng, mỗi một ký hiệu hay của các đô, xin khán giả cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho các đô. Các bạn gái đang ăn được mùng chờ bác ạ. Liệu một cựu đô vật của làng Văn có hạ lốc cao được Đô Hùng đại lý gà thịt hay không? Một đại lý gà các bạn, đánh như một cựu đô vật. Bác phố đỏ thì gầy hơn nhưng mà chắc là sẽ thua thôi vì bác phố hồng em nhìn có vẻ là chuyên nghiệp hơn, biết đánh ấy, có nghĩa là biết miếng ấy. À đấy à, à. Xin mời hai đô tiếp tục thi đấu. Bác phố đỏ là cựu đô vật đấy mọi người nhá. Như thế là đủ rồi. Mời hai đô dùng kỹ thuật để thi đấu. Đô Hùng đang dùng kỹ thuật săn gà và bắt vịt. Săn gà bắt vịt thì Đô Vinh thì đang dùng tư thế đuổi trâu và đuổi bò. Những cái tư thế chỉ có bình luận viên mới biết. Chúng tôi chưa thấy ở trong sách vở, có bao giờ cả. Chưa được ghi chép trong sách vở. Hay, Đô Hùng kỹ cực, không lùi. Giải vật thôn Văn Thôn năm 2024 đến giờ phút này đã đi qua được 2/3. Chắc là cái YouTube của bác chưa đăng ký email bác tổ chức. Thay mặt bác đăng ký kênh cái YouTube của bác cơ quan mail thì nó sẽ có cái nút bấm like. Xin cảm ơn tất cả các cá nhân tập thể ủng hộ cho giải vật của Thôn Văn Thôn. Vâng, quý khán giả cho một tràng pháo tay. Một cái đường sông của Đô nhưng không làm gì được kiểu vận động viên hoặc của Thôn Văn Thôn. Tay mà móc được vào nách là sẽ lên. Chúng ta Đô Vinh có làm gì được không? Đấy. Bây giờ cứ luồn được tay vào tay trái vào nách bám gáy là sẽ đẩy được lên. Được kỹ thuật tấn đứng. Đây là gọi là kỹ thuật tấn đứng.
đúng là cựu đô vật các bác. Vẫn còn đẳng cấp. Đẳng cấp là mãi mãi mà phong độ là nhất thời. Mời alo về dưới giới để công bố kết quả. Em thi vật của Tế Xuyên là bác đấy là trưởng bộ môn vật của Đại học Bắc Ninh đấy anh. Tống nữ Đô Ngô Văn Minh Sống Đồng đã đăng tuyệt đối. Xin khán giả một trận pháo tay. Vâng, xin mời cả hai đô về chỗ ban tổ chức để nhận những phần quà các nhà tài trợ. Mời trận thi đấu nào tiếp theo. Mời thua, đô, thua, thua, mời đô Nguyễn Đình Nông của Yên Nội. À, có Long về Quảng đây rồi, anh ơi. Nguyễn Văn Trung U40 trở lên giữa đô Nguyễn Đình Tú của xóm núi mang trang phục màu đỏ gặp đô Nguyễn Văn Đen của xóm đông mang trang phục màu hồng. Tú với đen trắng, Nguyễn Tiến Bảo trắng thế này mà bỏ đen. Văn Hòa, hai đô ngồi xuống lệnh trọng tài chấm. Hai bác nữa là được 600 người xem các bác nha. Quá hạnh phúc cho em buổi chiều ngày hôm nay. 598 rồi. Hai đô bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị. 599 rồi các bạn ạ. Vâng, vừa ban tổ chức nhận được anh Quyền Sắn đã tài trợ cho giải U40 này cho hai đô nào được giải thì sẽ một chiều ạ. Thêm vào giải của U40 trên 40 ạ. Thêm vào giải chứ không phải là cho riêng. Theo vật phá giải U40 các bạn ạ. Như hai chú này thì chắc cũng phải hơn em khoảng 4-5 tuổi. Chắc phải ngót 50 rồi. 83 hả chị? 82. Ôi giời. Ông Cố Hồng 82 à? Hai bạn này bằng tuổi. Hai ông này đều 83. Ôi mình tưởng phải hơn mình 4-5 tuổi, cũng kém mình 4 tuổi. Hai thanh niên này sinh năm 83 các bạn nhé. Thi đấu tích cực. À vâng đúng rồi bác Kiệt Thăng Long ạ, xem những cái đô nghiệp dư đánh thì nó cũng hết mình, nó cũng có cái một cái gì đó nó bắt đầu mộc mạc và hoang sơ anh ạ. Nên là cũng đôi khi có những miếng đánh là mình cảm giác cái tuổi thơ của mình nó ùa về anh ạ. Giống như cái tuổi thơ của mình hay lôi nhau ra đống rơm hoặc lôi nhau vào lên đệm và lên lên nói thật ngày xưa còn vật ở ngoài cánh đồng vật ở dưới bùn nó êm ấy. Là chăn trâu và vật nhau suốt ấy. Thì những cái hình ảnh mà những cái đồ vật có những cái miếng đánh nó hoang sơ như thế thì cũng có một chút gợi lại tuổi thơ anh ạ. Một đô gầy nhỏ con, một đô to con béo bẹo đấy, có hình xăm trên vai con đại bàng rất là đẹp, một bên cánh của anh có hình xăm. Long xin phép đánh giải hai anh ơi. Rồi Long khi mà Long thắng được cái kèo đấy, lèo đấy thì Long lên báo với ban tổ chức là Long đánh giải 2. Giải nhì đấy. Có những nơi thì gọi là giải 2, có những nơi gọi là giải nhì nên là nói chung là nó cũng xem nhau. Còn nếu mà đúng chắc tác cụ thì chắc là sẽ gọi là giải 2. Bác đang xem hay quá nhỉ. Trên 40 cả rồi, sức khỏe từ tuổi này cũng giảm dần theo năm tháng. Có trận đấu này cũng tán thưởng hai đô. Vâng anh ơi, nếu mà nam giới khoảng trên 40, 41, 42 thì sức khỏe nó cũng giảm rất nhiều anh ạ. Nếu như mà không luyện tập thể dục thể thao thì nó không còn tuổi trẻ thanh niên nữa đâu anh ạ. Rồi trai trẻ thì có thể là ăn nhậu, có thể là có những cái mình có thể làm quá sức được, nhưng mà trên 40 rồi thì vẫn phải dè chừng, kể cả các cái khớp, các cái cơ nó cũng không còn như thời tuổi trai trẻ nữa. Lỡ mà có hoạt động mạnh hoặc là có làm cái gì đó mà sai tư thế là cũng rất là nguy hiểm anh ạ. Bình Long sáng ngày các bác bình luận là sinh năm 97 chị ơi. Có một bác và sau trận thi đấu của Đô Tú và Đô Đen sẽ là trận thi đấu thứ ba của giải nhì mở rộng giữa đô Nguyễn Văn Hiếu và đô Nguyễn Đình Long. Đô xin mời hai đô chuẩn bị.
Đình Long sáng ngày có bác bình luận là sinh năm 1997, bác ạ, có hai vợ là bác Võ Đông Dũng ạ. Anh ơi em không dám vật đâu, em cũng trên 40 rồi, giờ mà vật gãy xương luôn. Và hiện nay chúng tôi còn một giải thiếu niên của địa phương, chúng tôi dưới 5 tuổi, chúng tôi xin mời các em đã có nghèo, em các cháu đã nghèo vào đăng ký với tổ chức để các giới này anh ạ, tham gia tranh giải thiếu niên của địa phương. Từ nhà em mà đi sang đến tới vật Vân Côn này có 8 cây thôi, một đoạn đê là em tới mà. Thực ra là em ở giữa giữa sông đáy, tới vật này là cũng sát sát sông đáy một tí. Trọng tài nhắc hai đồ thi đấu tích cực, không được giữ mém và giữa sới. Trận đấu tiếp tục và chúng tôi cũng xin thông báo hiện nay giải nữ mở rộng đã nhất thắng một kèo, vì vậy chúng tôi xin mời các cô nữ nghèo vào tham gia đăng ký để thi đấu. Quê nhà em ngày xưa là còn vật trên sới cát cơ anh ạ, cụ cát đấy. Em ngày xưa lên 4 đến 5 là cũng theo các ông các bà đi xem vật, cứ lang thang ở hội từ sáng đến tối luôn đấy. Thời gian không còn nhiều nữa, hiện nay giải thiếu niên còn vẫn còn, và nếu như không có em thiếu niên nào mà đăng ký thi đấu giải thiếu niên thì chúng tôi sẽ dừng lại để mùa xuân năm 2025 sẽ tiếp tục tổ chức thi đấu. Bây giờ thì chúng tôi chỉ tập trung cho thi đấu khá các giải thanh niên và giải nhất là gì giải ba. Nếu ít phút nữa mà không có em thiếu niên nào đăng ký thì ban tổ chức phải cho dừng lại ở giải thiếu niên. Bác Quế chắc là mùng 10 tháng 3 anh ạ, cũng ở gần ngay đây thôi. Cát Quế là còn gần nhà em hơn ở dưới này. Mùng 1 tháng 3 sau khi bàn muộn. Mùng 2 tháng 3 sau khi bàn muộn. Vâng, em đính chính lại Cát Quế là mùng 1, mùng 2 tháng 3 anh nhé. Hôm qua tới giờ. Vâng, 3 ngày. Chúng tôi đã cho đánh lèo rất nhiều, nhưng ở giải thiếu niên của địa phương không có đô nào tham gia, cũng không có đô nào giữ và thi đấu. Như vậy chúng tôi quyết định. Dạ vâng anh, cắt với lần nhà em mà em sẽ về. Các đô từ 17 tuổi trở xuống trận đấu tiếp tục. Các đô tiếp tục thi đấu. Như vậy đô nào từ 17 tuổi trở xuống có nào vào đăng ký để thi đấu giải của giải thiếu niên của địa phương. Ông ơi, tháng 3 âm chúng tôi rồi. Treo giải lên nhưng mua vui cho dân, nhưng cũng phải hết giải mới là thành công. Xin diễn giả nếu đồng ý cho một tràng pháo tay. Dạ vâng anh, cô Thành Tân là của Bắc Giang đúng không ạ? Tâm à, Tâm mới là Bắc Giang, Tân là ở đâu? Mùng 1, mùng 2, mùng 3, tháng 3 âm lịch là Cát Quế. Hết thời gian thi đấu của hiệp 1, hai đội tạm về ghế nghỉ. Tân Vĩnh Phúc đúng rồi anh, em cũng yêu thích bạn là Tân của Vĩnh Phúc anh ạ, bạn ấy cũng